Jun, mẹ nghe nói là con ở nhà con biết tự chăm sóc cho mình rồi à? À, thế con chăm sóc như nào, con làm cho mẹ xem. Đấy, cho mẹ đi, mẹ còn yên tâm đúng không? Ăn cơm, ăn hết rồi hả? rồi ăn cơm xong rồi đi vệ sinh. Con đi vệ sinh vậy hả? Giỏi lắm. Xong rồi sao nữa? Hả? À, xong rồi lên giường nằm. Ê, nằm vậy ngủ, còn mang cái gối ra đây nữa. giỏi lắm. Thế là con nhà con tự chăm sóc cho mình rồi đúng không? Thế là mẹ tí nữa mẹ đi ra ngoài nha. Mẹ đi ra ngoài mẹ cũng yên tâm đúng không? Con giỏi lắm. Đấy, con đi đâu á? Làm gì nữa? À, bát hết cơm hả? Giờ mẹ ra ngoài mẹ phải lấy sẵn ra đấy cho con đúng không? Được rồi, rồi để mẹ lấy cho con ha.